Ở đâu bán đóng ở Huế cũng nào đánh là nhân ở viên trên đang trên cây số 17 trên cây số 17 nữa ăn lộ á dạ ăn lộ dạ không bác là ngay chỗ chỗ đó nhiều chỗ đó chỗ nào đó bao là đóng ở năm này bao bên rồi còn cái bao cá bao cá rồi khách sạn thuận hóa biết khách sạn thuận hóa không quản trị đó không biết không biết khách sạn thuận hóa nữa cái quản trị rồi lắm nghe dữ quá quản trị trên dưới 5.000 ở bao bên trên 5.000 tiền ở bao bên này đó La Vang cũng bị dài La Vang La Vang rồi La Vang rồi bao nhiêu là đại lộ kinh hoàng đó con về thăm cái sân bay cái chỗ Tây Lộc khe khe xanh đó sân bay ha hết hay quá quá hay quá hay trong cái đó tụi nó tuyên truyền thôi thôi buồn đúng rồi nó chiến thắng gì tại mình bỏ tại Mỹ đó ra nó mấy lần đó rồi anh đang nói thoải mới chứ dạ chứ còn trẻ lính trẻ mà như vậy là trẻ không có hồi bây giờ thì hai trẻ hai mấy trẻ bảy mai mới có 19 tuổi hả